Kính chào quý khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Bây giờ là thời lượng chương trình thời sự trưa thứ ba ngày 4 tháng 2 và mở đầu như thường lệ sẽ là phần điểm những thông tin chính. Các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2020. Cập nhật những nỗ lực mới nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Tích cực triển khai phòng chống dịch tại các đơn vị du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tin chi tiết, chiều qua Huyện ủy Phong Điền tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2020 và ra mắt cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Phong Điền giai đoạn 1930-2020. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Cái Vĩnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 90 năm qua với nhiều mốc son chói lọi dưới sự sáng lập và dìu dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau ngày đất nước thống nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phong Điền đã tập trung khai thác tiềm năng lợi thế, tạo ra sự tăng trưởng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế có bước tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp. Công nghiệp phát triển nhanh, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo động lực phát triển, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến mạnh mẽ theo hướng sản xuất tập trung, an toàn, chất lượng, hình thành một số mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng công nghệ cao. Kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư hoàn thiện, diện mạo khu vực đô thị và nông thôn thay đổi sâu sắc, toàn diện, khang trang hơn so với trước. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Toàn huyện hiện có 6 xã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Dịp này, Huyện ủy Phong Điền ra mắt cuốn lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930-2020. Đây là cuốn lịch sử Đảng bộ huyện được tái bản, chỉnh sửa bổ sung lần 2, bao gồm 15 chương, 514 trang. Huyện ủy Nam Đông cũng vừa tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là dịp để Đảng bộ huyện đánh giá công tác lãnh đạo trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua. Tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí Hồ Văn Hải, trưởng ban nội chính tỉnh ủy. Tại buổi lễ, các đại biểu lão thành cách mạng đã cùng ôn lại truyền thống hào hùng suốt chặng đường 90 năm hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đó là sự kết tinh giữa chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với phong trào đấu tranh yêu nước của nhân dân Việt Nam. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đặc biệt là đại thắng mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước. Trong thời bình, Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc phù hợp với thực tiễn đất nước và bối cảnh quốc tế. Cùng với sự phát triển của Đảng, đất nước và của cả dân tộc, sau gần 30 năm kể từ ngày tái lập huyện, Nam Đông đã có những bước tiến vượt bậc. Đến nay có 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Sau sắp xếp, hai đơn vị hành chính cấp xã cũng là hai xã nông thôn mới, gồm Hương Giang và Hương Hòa. Năm 2019, tổng giá trị sản xuất tăng 15,1%, thu nhập bình quân đầu người 35,5 triệu đồng, tổng giá trị đầu tư phát triển trên địa bàn huyện đạt 450 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo 6,36%. Niềm tin của nhân dân được củng cố, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, hệ thống chính trị ngày càng được củng cố lớn mạnh. Với những kết quả đó, năm 2005, Đảng bộ và nhân dân huyện Nam Đông đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Đây là niềm tự hào đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và toàn dân phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm xây dựng quê hương Nam Đông ngày càng giàu mạnh. Dịp này, lãnh đạo tỉnh và huyện đã trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 7 đảng viên nhân dịp mùng 3 tháng 2. Dịp này, các đảng bộ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp vừa phát động các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc chung tay ủng hộ giúp đỡ người nghèo trên địa bàn tỉnh. Là hoạt động thường niên của đơn vị, Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp nhận số tiền ủng hộ từ các tổ chức, cơ sở đảng ủy trực thuộc chúc mừng ngày thành lập Đảng để quyên góp ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình cách mạng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhằm tri ân những cống hiến của cán bộ lão thành cách mạng, gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với Đảng, với cách mạng. Những năm qua, với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đặc biệt là không để hộ nghèo, người yếu thế bị bỏ lại phía sau, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tích cực vận động, kết nối những trái tim thiện nguyện, sẻ chia khó khăn, mang đến cho người nghèo có cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn. Thể hiện tinh thần trách nhiệm của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong công tác chăm lo đời sống người nghèo, góp phần cùng cả cấp cả ngành, đảm bảo an sinh xã hội, tạo động lực giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Huyện ủy Quảng Điền tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 cho 165 đảng viên lão thành.
Đợt này, một đảng viên nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, ba đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, hai đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, một đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, năm đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, ba đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Lãnh đạo Huyện ủy Quảng Điền đã chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao đóng góp của các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, mong muốn các đồng chí tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Thưa quý vị, trước tình hình dịch do chủng mới của virus corona diễn biến phức tạp, có khả năng lây lan nhanh, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện việc cách ly phòng chống dịch đối với các trường hợp nhập cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến từ hoặc đi qua 31 trên 31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc trong vòng 14 ngày qua. Cụ thể, với các trường hợp nghi nhiễm nCoV, lập tức cách ly tuyệt đối tại các cơ sở y tế. Đối với những người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, phải được coi như trường hợp mắc bệnh và tiến hành khoanh vùng cách ly ngay tại cơ sở do Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định, áp dụng các biện pháp tuyệt đối không để lây nhiễm trong các cơ sở cách ly. Đối với các trường hợp khác, thực hiện cách ly tại nhà hoặc cơ sở lưu trú dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng, kiên quyết không để các trường hợp này ra khỏi nhà hoặc cơ sở lưu trú và tiếp xúc với người xung quanh. Thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, tiêu độc khử trùng các gia đình, các hộ có tiếp giáp trực tiếp, liên kề và cơ sở lưu trú nơi có người bị cách ly. Để chủ động đảm bảo cung ứng đủ thuốc và bình ổn giá, tránh nâng giá bất thường, Cục Quản lý Dược đã có văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện các giải pháp cấp bách để cung ứng đủ thuốc phòng chống dịch bệnh do nCoV. Để chủ động đảm bảo cung ứng đủ thuốc và bình ổn giá, tránh nâng giá bất thường, Cục Quản lý Dược đã có văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện các giải pháp cấp bách để cung ứng đủ thuốc phòng chống dịch bệnh do nCoV. Cụ thể, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc chủ động nắm bắt nhu cầu thực tế, tăng cường nguồn cung và xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh các thuốc phục vụ cho nhu cầu điều trị của cơ sở khám bệnh chữa bệnh, đặc biệt là các thuốc dùng để điều trị hỗ trợ cho bệnh nhân, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, lợi dụng dịch bệnh để tăng giá thuốc. Theo các chuyên gia y tế, ngoài khẩu trang, người dân cần chủ động phòng dịch bằng thuốc nhỏ mắc mũi NaCl để rửa mắc mũi, nước súc miệng sát khuẩn tiêu diệt virus, vi khuẩn gây hại, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn giữa người với người thông qua đường hô hấp. Thay vì phải chờ tới 4 ngày mới có kết quả xét nghiệm virus corona, thì với mô đặc hiệu chuẩn thức của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thời gian cho kết quả chính xác đã giảm xuống chỉ còn từ 24 đến 28 giờ. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, Việt Nam đã tiếp nhận được mô đặc hiệu này. Mô đặc hiệu là bản đồ gen một phần của virus đặc hiệu để bắt cặp với vật liệu di truyền virus để xác nhận được bệnh. Khi tiếp nhận mô đặc hiệu, Việt Nam đã áp dụng kỹ thuật phân học phân tử cho kết quả chính xác và nhanh hơn rất nhiều so với giải trình tự gen. Trước đó, khi chưa có mô đặc hiệu chuẩn thức của WHO, việc xét nghiệm tốn rất nhiều thời gian bằng phương pháp giải trình gen. Nếu như trước đây phải mất tới 3 đến 4 ngày mới có kết quả, thì nay với kỹ thuật mới, có thể từ 1 đến 2 ngày đã có thể cho kết quả. Hiện nay chỉ có 3 nơi thực hiện được xét nghiệm virus corona, gồm Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đối với các tỉnh khu vực phía Bắc, Viện Pasteur Nha Trang đối với các tỉnh khu vực miền Trung, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đối với các tỉnh khu vực miền Nam. Từ đầu dịch nCoV đến nay, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã thực hiện xét nghiệm cho gần 200 mẫu. Đoàn kiểm tra Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn, vừa đến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan, thực hiện quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẵn sàng tiếp nhận 250 công dân Việt Nam lao động học tập công tác trở về từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch về Việt Nam để cách ly theo dõi. Đến nay, mọi công dân chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp nhận công dân như nơi ăn nghỉ tập trung, bảo đảm hậu cần đời sống, quân uy, bảo đảm an ninh khu vực cách ly đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị chu đáo hoàn thành. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã chủ động thành lập ban chỉ đạo, tổ quân y và hệ thống trang thiết bị để sẵn sàng tham gia phòng chống dịch, chỉ đạo các cơ quan đơn vị phun thuốc phòng dịch. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 4, biểu dương Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp tốt với các lực lượng về tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch và xử lý kịp thời những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và cách phòng chống cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, công tác phòng chống dịch bệnh đang được các cấp ngành trong tỉnh triển khai với nhiều giải pháp cấp bách. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tổng cục Du lịch Việt Nam, ngành du lịch Thừa Thiên Huế tích cực triển khai phòng chống dịch tại các đơn vị lữ hành, khách sạn, phản ảnh của phóng viên thời sự.
Tại khách sạn Century, những ngày này, tất cả nhân viên các bộ phận lễ tân, khu vực tiền sảnh, nhà hàng, phục vụ buồng đều mang khẩu trang y tế trong quá trình trực tiếp giao tiếp và phục vụ khách. Đặc biệt tại quầy lễ tân đã đặt nhiều khẩu trang y tế và nước sát khuẩn dành cho du khách. Nhân viên khách sạn ân cần phát khẩu trang và chủ đạo hướng dẫn du khách cách đeo khẩu trang đúng cách. Việc làm này đã được nhiều du khách cảm kích hưởng ứng. Họ cũng cảm thấy yên tâm về sự chu đáo, an toàn khi lưu trú tại khách sạn. Tôi cảm thấy là khách sạn cũng rất là chu đáo và ân cần với cả khách hàng, đảm bảo cho khách hàng là yên tâm khi đến du lịch tại Huế ạ. Cảm thấy rất là an toàn khi mở lại trong khách sạn Century Huế, và đặc biệt là hiện tại thì cái dịch này nó ảnh hưởng đến rất là nhiều người, thấy là rất là an toàn khi đến Việt Nam và đặc biệt là lưu trú trong cái giai đoạn này ở tại Century. Mong muốn đó là cái dịch này là sớm chấm dứt để mà bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Theo Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, tính đến ngày 3 tháng 2, gần 100% khách sạn từ 3 đến 5 sao cùng một số công ty lữ hành và khách sạn mini trên địa bàn thành phố Huế đã triển khai thực hiện đặt khẩu trang y tế, nước sát khuẩn tại quầy lễ tân và khu vực công cộng phục vụ du khách nhằm phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Ban giám đốc cũng như là bộ phận lễ tân là đã bố trí là để khẩu trang miễn phí để tại quầy để cho khách khi họ cần sử dụng, và là nhân viên khi tiếp xúc khách là cũng phải đeo khẩu trang để đảm bảo cho cả hai bên. Bên cạnh đó là cũng có cái xà phòng diệt khuẩn để ngay tại lễ tân để cho khách khi họ sử dụng và là nhân viên lễ tân tiếp xúc khách hàng đều được sử dụng để bảo vệ. Cũng nhận thấy là phía khách châu Á là người ta hưởng ứng rất là mạnh, ai cũng mang khẩu trang và là dùng xà phòng. Tại cả quầy lễ tân cũng được cung cấp số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh của Sở Y tế để thông tin kịp thời nếu nghi ngờ du khách nhiễm bệnh. Hiệp hội Du lịch tập trung quản triệt trong cán bộ nhân viên về việc phòng chống dịch và phục vụ khách chu đáo, tạo sự an tâm, an toàn cho du khách. Đồng thời, triển khai các giải pháp nhằm phòng chống dịch bệnh tốt tại các đơn vị du lịch. Hiệp hội kết hợp với Hội Lữ hành và Hội Hướng dẫn viên đã tập trung quyên góp với mục đích khoảng độ 50.000 khẩu trang miễn phí đặt ở các sân bay và nhà ga. Ngoài ra thì chúng tôi đang tập trung quán triệt cán bộ nhân viên trước hết là đeo khẩu trang để trong quá trình làm việc với du khách, đồng thời cũng giải thích cho du khách đến Huế thì chúng tôi đang kiểm soát dịch rất là tốt và tìm mọi biện pháp để phòng chống dịch, và như vậy Huế sẽ là một nơi rất an toàn cho du khách. Hiệp hội Du lịch tiếp tục vận động các hội khách sạn, lữ hành, hướng dẫn viên du lịch triển khai thực hiện với mục tiêu 100% cơ sở lưu trú và công ty lữ hành phát khẩu trang miễn phí và dung dịch diệt khuẩn. Đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh đối với khách đang lưu trú sử dụng dịch vụ tại các đơn vị và toàn thể cán bộ công nhân viên tại các đơn vị nhằm phòng chống và ngăn chặn dịch hiệu quả, góp phần nâng cao hình ảnh của du lịch Huế an toàn và thân thiện. Từ ngày hôm nay cho đến hết tuần, tất cả các trường học đều được nghỉ để phòng ngừa dịch. Trong ngày hôm qua, các trường đã tổ chức tập huấn kỹ năng phòng ngừa cho các em học sinh, đặc biệt là ở lứa tuổi mầm non, tiểu học. Sự chủ động vào cuộc của các trường học trên địa bàn đã giúp công tác phòng chống dịch bệnh thuận lợi hơn nhiều. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Thay vì đưa thẳng con vào lớp để chuẩn bị tham gia buổi tập thể dục toàn trường, thì hôm nay phụ huynh và học sinh trường mầm non Song Ngữ Âu Lạc, thành phố Huế phải dừng lại ở cổng trường 5 phút để đội ngũ y tế của nhà trường kiểm tra thân nhiệt. Trước đó, trường cũng đã thông báo cả hoạt động phòng chống bệnh trên website và gửi tin nhắn SMS đến từng phụ huynh, khử trùng toàn bộ khuôn viên trường. Việc làm này là khá mới, hơi bất tiện, nhưng ai cũng sẵn lòng vì sự an toàn của trường và cộng đồng. Nếu mà học chăm sóc đi thì phụ huynh mua cũng yên tâm để đến trường Âu Lạc cả. Nên duy trì thường xuyên cho phụ huynh càng yên tâm hơn. Không nên theo phong trào mà nên thường xuyên thế này. Việc đo thân nhiệt không chỉ áp dụng với phụ huynh và học sinh mà còn tiến hành với toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên của trường. Cùng với đó là tăng cường tập huấn cho các cháu kỹ năng vệ sinh phòng bệnh cơ bản như cách thức rửa tay trên từng các bước theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong cái hoạt động này thì thứ nhất là giảm thiểu phụ huynh, đầu tiên là phụ huynh là yên tâm. Hai nữa là giảm thiểu hạn chế lây lan dịch bệnh. Qua đó là mình phát hiện sớm các trường hợp là sốt, có để mình cho tư vấn cho họ về trước khi mình nhận vào lớp. Còn đây là một buổi hướng dẫn của cán bộ y tế trường tiểu học Quang Trung cho học sinh về cách đeo khẩu trang. Đây là một trong những hoạt động thực hiện theo thông báo từ Sở Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế. Sáng thứ hai, tất cả các trường học không tiến hành chào cờ đầu tuần.
Thay vào đó, cán bộ y tế đến từng lớp tuyên truyền hướng dẫn cho học sinh cách phòng dịch. Hiện nay thì tất cả 100% trường học trên địa bàn tỉnh đã được phun khử trùng vào ngày thứ bảy chủ nhật hôm qua. Thì bây giờ tiếp tục thì là các học trường thì nên duy trì cái là công tác vệ sinh hàng tuần, đặc biệt là lau nền nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường, và một tuần hai lần thì khuyến cáo các em học sinh là tự vệ sinh lau bàn ghế bằng cái chất tẩy rửa thông thường xà phòng thôi. Cái thứ hai nữa là khuyến cáo học sinh đeo khẩu trang, mang khẩu trang khi đến trường. Thứ ba là cái học sinh thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Đó là những cái, và là một cái điều nữa là cũng rất là quan trọng là phụ huynh học sinh quan tâm đến cái dinh dưỡng cho trẻ. Những giải pháp chủ động trên sẽ phần nào hạn chế việc lây bệnh trong trường học, bên cạnh giải pháp sẽ cho học sinh nghỉ học trong những ngày tới. Trong cơn bão dịch corona, những tấm lòng sẻ chia, những hành động đẹp ngày càng được nhân lên và lan tỏa đã giúp vơi đi phần nào những lo lắng trong xã hội. Đặc biệt trong những ngày này, khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn là những mặt hàng khan hiếm nhưng cũng đã được nhiều cá nhân đơn vị mua tặng miễn phí cho cộng đồng, ghi nhận tại địa bàn huyện miền núi Nam Đông. Tại ngã tư thị trấn Khe Tre, trung tâm huyện Nam Đông, công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Sora đã tổ chức cấp phát miễn phí gần 20.000 khẩu trang y tế cho người dân. Khẩu trang được bao bọc kín trong túi ni lông đảm bảo vệ sinh, mỗi người được nhận 3 cái. Theo dự kiến ban đầu thì công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Sora chỉ phát miễn phí 9.000 cái, nhưng do số lượng người dân quá đông nên công ty đã tăng hơn gấp đôi số lượng. Người dân đến nhận khẩu trang với nhiều tâm trạng và suy nghĩ khác nhau, nhưng ai nấy đều thể hiện rõ niềm vui và xúc động. Nói chung là thì bệnh kia thì chưa có, nhưng còn cái là hôm nay thì coi ở dưới lên thì coi như có là trao viện phí cho là ba con ở huyện Nam Đông á, là coi là viện dịch về corona đó, thì có cái đó thì coi như xin nên cảm ơn coi như là mấy đi cùng giúp cho nông dân ở đây là coi như là cũng được kịch hoạt thì để mình được phong trừ. Hôm nay tôi đến đây nhận khẩu trang miễn phí từ ban công ty ở huyện Nam Đông này, rất vui vì điều này đã gian truyền đến mọi người. Điều này rất tốt cho mọi người xung quanh. Theo thông tin chúng tôi nhận được từ cơ quan chức năng của huyện Nam Đông, thì trên địa bàn vẫn chưa có phản ánh nào về tình trạng bán giả khẩu trang tăng, nhưng tình trạng chạy hàng vẫn còn xảy ra. Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Sora cấp phát khẩu trang miễn phí là rất kịp thời, ổn định tâm lý người dân. Ngoài việc cấp phát khẩu trang miễn phí, nhân viên công ty còn tổ chức tuyên truyền người dân vứt bao bì và khẩu trang sau khi sử dụng đúng nơi quy định. Theo kế hoạch, ngoài đợt cấp phát ở huyện Nam Đông, công ty còn tổ chức cấp phát đợt 2 tại thành phố Đà Nẵng với số lượng gần 20.000 cái. Hưởng phong trào phòng chống dịch bệnh corona cùng cả nước, hôm nay công ty Kim Sora tổ chức phát khẩu trang miễn phí ở thị trấn Khe Tre Nam Đông, ước tính với số lượng gần 20.000 khẩu trang, và chúng tôi sẽ mở rộng phát triển phát đợt 2 ở khu công nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng, ước lượng một số lượng cũng có thể 20.000 khẩu trang nữa. Để chủ động phòng chống bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới, huyện Nam Đông đã chỉ đạo ngành y tế phối hợp với các địa phương tổ chức phun hóa chất tiêu độc khử trùng. Đến nay 100% các địa phương và trường học trên địa bàn huyện đã thực hiện xong. Ngoài ra, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức trong việc phòng tránh, nhận biết khi có biểu hiện của bệnh viêm phổi cấp, đồng thời tích cực kiểm tra, giám sát các quầy thuốc tây và địa bàn khẩu trang, không để tình trạng tăng giá trục lợi. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.